Alo, ơi, xin chào tất cả thiền sinh. Những sự lo lắng với cuộc sống này thôi thì gắng ở nhà mình tọa thiền. Và quý vị có pháp rồi thì gắng ở nhà ngồi thiền, công phu ngồi thiền nhiều hơn với cuộc sống này. Ta không biết nói gì hơn cho quý vị, chỉ biết nhắc nhở và khuyên giải quý vị trong cuộc sống làm người đi trên con đường trong gai này. Bấy lâu nay quý vị cũng đến với ta rất nhiều trong thiền thất, đó là một điều tốt nhất rồi. Thì thôi gắng cố gắng ở nhà mình bây giờ thiền định chắc cũng rất gần, mọi việc đều tốt và mọi việc đều sẽ ổn định cho mọi người trong cuộc sống. Thì tất cả thiền sinh nên gắng cố gắng ở nhà mình thiền định, đó là một điều tốt nhất cho mình. Thì hôm nay Guru sẽ nhắc nhở quý vị để cho quý vị ở nhà thiền chăm chỉ nhiều hơn. Thế giới này nó quá nhiều phiền lụy cho cuộc sống của mình, thì chuyên tâm thiền định là một điều quan trọng nhất. Thiền không dùng ngôn ngữ, nhưng một ngôn ngữ vô cùng tuyệt vời, đó là một chân lý, chân lý vô ngôn qua sự im lặng của sự thiền. Chân lý là lời của Thượng Đế, lời cao thượng của Minh Sư, qua những sự bình an và phúc lạc, qua những sự im lặng hàng ngày của quý vị. Một giờ, 2 giờ thiền định của mình là một lời giảng dạy cao thâm, huyền diệu của càn khôn vũ trụ, của mẹ đại dương mênh mông. Cho nên thiền định là một lực lượng để hóa giải đi tất cả những sự phiền lụy trong cuộc sống của mình. Đây là những gì Guru muốn nhắc nhở và những gì Guru muốn khuyên giải tất cả thiền sinh của chúng ta. Cho đến bây giờ cũng vậy, thì lúc nào ta cũng nhắc nhở quý vị thiền là quan trọng trong cuộc sống của mình. Thì chúng ta đi trên con đường an lạc này, đi trên con đường giải thoát này cũng không phải là một chuyện dễ dàng trong cuộc sống. Thì thế giới này quá nhiều những cái sự ô trược trong cuộc sống này. Thì thôi, thì quý vị gắng cố gắng. Hôm nay sư phụ ngồi đây nói chuyện với vị vài phút. Thì bắt đầu từ đây những có gì thắc mắc của quý vị, của thiền sinh khắp nơi thiền định khó khăn, thì trong một tuần lễ sư phụ sẽ nói một ngày, một buổi và trả lời tất cả những câu hỏi nào của quý vị. Ban làm việc họ sẽ thu lại, họ sẽ up lên mạng, rồi quý vị sẽ được câu trả lời trực tiếp của sư phụ. Thì sư phụ cố gắng kêu những ban làm việc họ sẽ làm rút rút để họ up lên mạng, quý vị sẽ nghe được cái câu trả lời của sư phụ trực tiếp. Ok, rồi. Thì hôm nay sư phụ sẽ nói một đoạn này cho quý vị. Thì với cuộc sống tu hành của mình thì hiện giờ thì đâu đâu cũng làm cho con người rắc rối. Sư phụ thì mấy ngày nay, mấy cả tháng nay ta không có quan tâm đến chuyện này vậy đó. Thì mới đây sư phụ cũng nghe rất là nhiều, ta cũng chưa lên mạng xem những điều gì. Người nào muốn đến thăm với sư phụ thì liên hệ coi ban tổ chức coi sư phụ đang ở đâu vậy đó. Thì liên hệ qua mấy vị đại sư huynh coi sư phụ đang ở đâu, muốn đến thăm sư phụ ở đâu đó. Nhưng sư phụ cũng biết bây giờ trên thế gian đi đứng cũng rất khó, nhưng mà thì thôi, thì mình không cần quan tâm đến điều này vậy đó. Quan trọng nhất là chúng ta thiền định, lúc nào cũng mình cũng tập trung vào thiền định. Mình có đức tin mạnh liệt với đấng thiêng liêng của càn khôn vũ trụ, tất cả mọi thứ đều có sự sắp đặt và an bài. Một kiếp con người không phải dễ dàng, ai muốn bị cái gì thì bị đâu. Tất cả đều nhân, đều quả, đều thiện, đều ác cả. Vậy tất cả mọi điều xảy ra trong cái cuộc sống con người đều có cái nhân, cái quả hết. Cho nên đều có cái số mệnh cả. Con người nhân gian chúng ta đều bị điều gì đó, đều có cái số mệnh của cuộc sống con người hết. Thì thôi thì tất cả mọi thứ đều xảy ra đều là một cái nghiệp chướng, cũng là một cái bài học cho quý vị cũng như cho tất cả chúng sanh trên quả địa cầu này. Thì cuộc đời làm người vô cùng ngắn ngủi, gắng tu pháp đã nằm trong tay của quý vị rồi, gắng gìn giữ nó. Mỗi ngày tham thiền nhập định, mỗi ngày hướng về bên trong của mình, vấn lặng nội tâm của mình. Thiền là sự an lạc bình an, thiền là một lực lượng soi dịu đi bao nhiêu sự khổ ải của chúng sanh. Thiền là một ngôn ngữ vô ngôn không lời. Thiền là một hương vị
an lạc, bình an như hoa vậy. Vậy đó. Thiền là một sức lực từ bi, thiền là một lời khuyên giải của mẹ đại dương mênh mông, thiền là một dòng âm lưu thượng đế rọi rửa đi tất cả những sự khổ đau trong kiếp làm người của mình. Thiền là gì? Là sự an lạc từ trong tâm của mình. Thiền là một trí huệ sáng suốt tột cùng để chúng ta có thể bắt gặp nó trong cái cuộc sống này mà chúng ta. Thiền là một lực lượng yêu thương mà chúng ta đã thu nhận nó từ qua sự thiền định. Này, thiền là để mở cái tấm lòng, mở cái trái tim rộng mướn của mình ra để tha thứ những gì ai đó làm tổn thương đến mình. Vậy thiền là một sức lực từ bi yêu thương. Vậy cho nên tất cả đi vào trong thiền định, tốt nhất đừng quy lụy bất cứ những điều gì đó, đừng chấp những điều mà khổ ải của nhân sinh. Cho nên thiền là quan trọng. Vậy sư phụ lúc nào cũng đồng hành với quý vị trên con đường trong gai này đây. Cuộc đời làm người vô cùng ngắn ngủi, nay còn nay mất trong cuộc sống làm người này. Thôi thì giữ cho mình một sự thánh thiện yêu thương, giữ cho mình sự bình an là tốt nhất, giữ cho mình sự an lạc là quan trọng nhất trong cuộc đời này. Yêu thương và yêu thương những gì của Guru nhắc nhở và luôn luôn lúc nào cũng nhắc nhở. Thôi thì quý vị cứ cố gắng hết tâm hết sức của mình, cũng như ta nhắc nhở những người xuất gia của ta. Vậy thì mới đây sư phụ đã đi vào trong cái việc bế quan của ta, thì sư phụ có cho mấy vị sư huynh up lên những cái bài thơ mới, bài kệ, rồi là những bài kệ mà sư phụ nói ra để cho những người thiền sinh nghe và những người xuất gia hoặc là những người có duyên mộ đạo và có duyên với sư phụ chưa được sẵn sàng bước tới con đường tu, nó cũng rất là tốt. Đó là vậy, và có đức tin là tốt rồi. Cuộc đời nó là như vậy. Thôi thì một lần nữa sư phụ cầu cho quý vị và cầu cho gia đình như cầu cho thế giới này được bình an và bình an. Cầu cho cuộc sống của quý vị tu hành tinh tiến hơn và gia đình được sự bình an, nhận được sự hồng ân từ đấng thiêng liêng của càn khôn vũ trụ. Ok. Thì một lần nữa sư phụ sẽ nhắc lại là ta sẽ chấp nhận tất cả những câu hỏi của quý vị gửi đến ban tổ chức. Okay, quý vị cứ gửi tất cả những câu hỏi này đến ban tổ chức, sư phụ sẽ trả lời cho quý vị trực tiếp như vậy. Rồi sau đó họ đem lời trả lời của sư phụ up lên mạng, quý vị cứ nghe những cái là câu hỏi của quý vị và được câu trả lời ở trong đó. Bất cứ câu hỏi nào sư phụ sẵn sàng. Thôi một lần nữa sư phụ chúc vạn sự lành, vạn sự tốt trong cuộc sống quý vị. Lời chúc thiêng liêng với tấm lòng tu hành của minh sư. Lời chúc cao thượng với đấng thiêng liêng của càn khôn vũ trụ đến với cuộc sống. Tuy hiện giờ thế giới bất ổn, đâu đâu cũng quy luật cách ly, nhưng lòng của quý vị hướng về minh sư, chúng ta không bao giờ bị cách ly bằng một cách dễ dàng như vậy. Thôi thì bất cứ nơi đâu, mình có đức tin tất cả mọi thứ đều tốt. Thôi lần nữa sư phụ xin cầu chúc cho quý vị sự bình an và bình an. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hãy thường xuyên truy cập trang YouTube Master Rumah Official mỗi ngày để được lắng nghe những thông điệp tình thương, chân lý vô thượng qua lời giảng và khai thị từ Minh Sư Rumah. Nẻo nhân gian mong tìm thấy ánh đao vàng đường tu,
nay ta đã bước vào tu, con đường khắc sĩ mịt mù gian nan, không tiền không bạc thế gian, chẳng tu ta quyết chẳng gian xa lìa. Dù ta không bạc không tiền, nhưng có nhiều thứ hơn tiền người ơi. Ta nay tặng những nụ cười, ta nay tặng những nét tươi của mình, tặng người niềm vui chân thành, tặng người chọn một tấm hình thủy chung, tặng người những lời chấm ngưng, tặng người tiếng hát sớm hôm giặc dịu, tặng người tự tại sớm chiều, tặng người hành xử mọi điều an nhiên. Ta nay an tịnh cửa thiền, tấm lòng dân tận bàn hiền khắp nơi. Thế lực ta tặng cho ai, tặng cho huynh đệ sớm mai tu hành. Thầy tu chỉ có tấm lòng, thành tâm rộng mở cái cùng muốn sinh. Tặng người ánh mắt thông minh, cùng nhau dâng bước hành trình gian nan. Tuy ta giao du cõi trần, cũng là khắc sĩ một mình thản nhiên. Ngôi chùa rộng rãi tên thang, ta nay tặng hết chỉ mang thấp liều. Tặng người niềm vui hấp trang, tặng lời khai ngộ điều hay, tặng người thiện chí lòng này, giúp người thánh thiện bước vào thiền môn. Nụ cười rạng rỡ sớm hôm, cùng lòng bác ái niềm vui tràn hòa. Tặng người chiếm chỗ của ta, để ta cư ngụ túc liều ngoài sân, an nhiên đi vào cửa thiền. Phòng hoa ta tặng cho người còn nam, cõi tiền rộng rãi mênh mang, đường tu ta tình không mang chuyện.